Xhan đây, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Dredge câu cá tại vùng biển quái vật. Yep, chúng ta lại tiếp tục thôi. Tập này là tập thứ bao nhiêu nhỉ? À, tập này là tập thứ 6 đúng không? Thì trong tập thứ 5 mình đã clear hết tất cả toàn bộ các loại nhiệm vụ ở cái hòn đảo này, Stella Brazil, và cũng đã lượm được một cái cổ vật, nó là một chiếc nhẫn ở tại đây luôn. Bây giờ mình cần trả nó lại cho nhà sưu tầm ở hòn đảo đá đen, khu vực mà Greater Marrow ấy. Tuy nhiên thì trước khi mà đem đi trả thì mình mới nhận ra rằng là mình chưa khám phá hết toàn bộ cả cái quần đảo này đúng không? Thế thì đầu video mình sẽ đi khám phá luôn nhá. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại trả chiếc nhẫn cho ông nhà sưu tầm xong. Rồi đi thôi nào. Đi loanh quanh kiếm xem có con cá mới nữa không, hoặc là kiếm xem có phiến đá tế không. Ơ sao cái cục này lạ ta, sao cục này có một tí rồi vậy? Em xin lỗi. What the fuck, con cua này lừa người vậy? Nó có dí mình không? Không. Thảo nào mình thấy kỳ kỳ. Bình thường cái phiến đá nó to mà tự nhiên giờ cái phiến đá đấy nó bé. Oh, đây bị chặn này. Phải có thuốc nổ thì mình mới vào được cái trong cái ngôi làng này. Thuốc nổ để phá cái cầu này. Biết thế mang theo một ít thuốc nổ nhỉ? Mua từ ông kia một ít thuốc nổ để trong kho. Tài nguyên thì mình chắc là mình cũng không cần lượm nữa đâu. Đây giờ review lại cái ngôi làng trài đấy này. Úi dồi, trông nó hoang sơ, không có bóng người luôn. À đây rồi, cái phiến đá ở đây, phiến đá khổng lồ đây, chắc chắn đây là phiến đá hàng real rồi. Cái phiến đá này là cái phiến đá cho mình một cái văn bản dài lòng ngoằng giống như đoạn văn nên nó muốn kể cái gì đó cho mình vậy. Ô cái gì đấy, có gì đồ gì để loot này. Đúng thật, loot inside nhưng mà trong một góc của bản đồ á. Ồ, bản đồ kho báu. Em được ấy. À, hết rồi, chỉ có vậy thôi. Có còi. Mình cũng còi luôn. Thú dị phết. Chỗ này có cá biến dị này. Có đây câu tí. À, mực biến dị. Đếm, con mực này tên bình thường là mực đom đóm, tức là có nó phát sáng được đúng không? Thì đây là con mực này chắc là Radiant Squid, mực phóng xạ. Mình đi loanh quanh là mục đích là để kiếm cái phiến đá mà. Mỗi một nơi đều có một phiến đá hết. Nên mình hy vọng là chỗ này cũng có phiến đá. À, chỗ này nhìn có vẻ giống kiểu đó, nó là một pháo đài ha. Cái mảnh sắt ren kìa. Vậy tức là để mà muốn có những cái mảnh sắt ren đấy là mình có thể dùng thuốc nổ đi loanh quanh các hòn đảo này để thu lượm. Nhưng mà mình đã trả bằng tiền hết rồi nên là mình cũng không cần nữa đâu. Bây giờ có lượm về bán lại 110 đô thì cũng không có nhiều nhặn gì. Đi ra phía khu vực ngoài này xem nào. Đây, chỗ tế đây. Chỗ tế cá đây, con gì này? Trông con này lạ ta. Bộ tứ cá quyền lực à? Nhưng mà theo như mà mình đọc ở trên wiki ấy, thì nó cần đến 4 loại cá mập. Yep, phiến đá đấy là phiến đá tế cá mập. Ở đây chính là con cá mập, một trong 4 con cá mập mà cấp vào phiến đá luôn. Con này nhét ở đây đi. Quanh quanh mấy cái quần đảo này kiếm những con cá. Cá. Cái. Quanh quanh mấy cái hòn đảo này kiếm mấy con cá mới, điền vào wiki cho nó đẹp. Moonfish, cá mặt trăng. Ý chỗ này có ai ở thì phải. Mình thấy có một cái bến cảng ở đây này. Campsite. Tìm kiếm trong túp lều nào. Tìm kiếm cái ký hiệu ở trên đảo, những cái biểu tượng. Hẳn nó là một cái chữ gì đó. Nhìn thật kỹ dấu chân xem. Nhưng mà không có liên quan đến dấu chân hết. Nhìn thật kỹ những cái biểu tượng thế nào. Và cho chúng ta một chiếc nhẫn Sapphire. Ngon. Nhẫn mấy bao nhiêu tiền ta? Chắc cũng khoảng mấy chục thôi. Ngủ tí cho cái mắt nó dịu rồi đấy. Và ta lại đi tiếp. Lần này mình đang quyết tâm đó chính là mình sẽ đi tìm bộ tứ các loài cá mập để đặt vào phiến đá. Đó, thấy rồi. Một loài cá mập nữa. Cá mập đầu búa đang ở phía trước. Đi thôi. Đó, cá mập đầu búa. Mỗi một vùng này chỉ có mỗi một con thôi nhá. Bây giờ mà mình bắn đi thì không biết là liệu nó có xuất hiện lại không. Cái heo này. Mình đang đến gần cái heo này. Ngay gần phiến đá luôn ạ. Vậy là mình nghĩ là những cái loại cá còn lại nó cũng chỉ ngay gần phiến đá thôi. Rồi đặt con cá mập đầu búa này vào. Hai loại cá còn lại theo như mà mình tìm hiểu á thì là nó ở The Marrow. Nên là chắc có lẽ là mình sẽ đi về The Marrow thôi. Tức là thị trấn Greater Marrow ấy. Vậy thì tiện mình sẽ đi loanh quanh mấy hòn đảo này kiếm xem có con cá nào mới không. Ồ, ở chỗ này nó có một cái gì đó màu vàng đây này. À, thanh niên mặc áo choàng này.
Đi rồi. Rồi cái gì, ủa, cho nhiệm vụ. Cho gì đây? Nó cần một con Red Snapper ngay đây luôn. Trời ơi. Đây nha, từ từ nha. Đây đây đây. Gì chứ, Red Snapper nó ở ngay chỗ này đúng không? Mới vừa thấy mà. Đây. Cần một con Red Snapper, có ngay một con Black Sea Bass. Được. Red Snapper của tôi đâu? Chắc là trời tối rồi nên đâm ra là nó chuyển sang con này. Rồi, buổi sáng rồi. Câu Red Snapper cho thanh niên áo vàng đây nè. Được cho thanh niên này. Thanh niên áo vàng giống giống tử thần nhỉ. Đấy, xài rồi. Một vật tế nữa. Trời. Giờ nó lại cần con này. Phang chút. Đây đây đây. Phang chút. Con này là mình cũng mới thôi, mình chưa câu. Hiện đây câu luôn. Đó. Phang chút ạ. Răng phang. Không con thôi. Đây đây đây. Này, thấy chưa? Ôi giời, nó nhai ngốm nghiến luôn. Còn gì nữa? Một yêu cầu cuối cùng, Blue Crab, cua xanh. Ờ, biết cả con gì luôn. Lại con cua ở khu vực Stellar Brazil luôn. Kể ra thằng này toàn đòi đồ ở Stellar Brazil nha. Mà tại sao... À không, nó nằm ở giữa chứ. Cái khu vực đảo này là nó nằm ở giữa hai khu vực, đó là Stellar Brazil và Vách Đá Gale. Thì mình nghĩ rằng là nó nằm ở giữa. Nó yêu cầu cả hai loại cá ở cả hai bên. Rồi, cái mặt trăng đột biến này. Nhưng mà mặt trăng theo kiểu xương, xương sọc. Rồi, đi mua lồng cua thôi. Mua luôn cái Reinforced Crab Boat ở đây đi. Bởi vì thanh niên đấy cần cua mà. Đó, mình ném vào đây. Chờ cho nó thu hoạch. Xong rồi sau khi có cua là mình sẽ quay lại cái chỗ thanh niên đó để mình cho thanh niên áo vàng ăn. Bây giờ nếu mà mình có loại cần câu này ấy, coi như là tất cả các loại cá, tất cả các vùng là mình đều có thể câu được. Mình không cần phải thay đổi hay là không ngại không câu bất kỳ loại cá nào hết. Rồi, kiếm tiền sửa thuyền cái này nhở. Trời, câu cua không thấy đâu, câu được bạch tuộc ạ. Vãi cả. Có vẻ cua ở đây sẽ khá là hiếm đấy. Chắc là cái nhiệm vụ mình trả cái chiếc nhẫn cho nhà thu thập để sau đi. Mình muốn hoàn thành full tất cả những gì đang có ở cái khu vực Stellar Brazil này. Kể cả thanh niên áo choàng đấy và kể cả cái phiến đá tế. Ui, cá biến dị luôn này. Nhưng mà phiên bản này không phải là cá lồng đen mà phiên bản này kiểu giống như con alien đi. Giống trong phim Alien ấy. Nữa này, ôi, mát tay thế nhở. Ôi, mới câu có tí ở chỗ này mà kiếm được 1000 đô đấy hả. Ôi vãi, thế thì nó còn lời hơn cả cái vụ mình buôn cua ở cái chỗ Vách Đá Gale luôn đó. Ôi xem nào, lại mực. Cái gì vậy? Alo, mực không vậy? Mực tên này thì khổ quá, thôi mua mấy cái mảnh reset bát vậy. Để tiền mua mấy mảnh reset bát. Nâng tiếp vào cái cần. Còn một mảnh reset bát nữa thôi là mình đã có được cái cần này rồi. Verstella Road. Wow, mực biến dị này. Những xúc tu của nó là những cái đầu luôn. Thậm chí là còn được cúp vàng nữa. Còn đấy chắc được giá lắm. Rồi, bán mấy bạch tuộc này nào. Một mớ như thế này nó được 600 đô luôn này. Lời thất. Đâu, xem được con cua không. Ấy, được con gì đây. Crown of Thorn. Nó cũng thuộc dạng là kiểu như cua ấy. Nhưng mà nó không phải là con mình cần. Mình cần con cua xanh cơ. Con cua bé cơ, này to quá. Rồi, bán mớ cá vừa bắt nào. 687 đô. Wow, đến chỗ này làm giàu có vẻ dễ hơn đấy. Mình đã có chiếc cần câu này rồi, đã nghiên cứu xong chiếc cần câu này rồi. Bây giờ tiến đến việc là mua chiếc cần câu này thôi. 540 đô, rất là rẻ. 540 đô là bằng một ngày đi câu thôi mà. Mà đã thấy mình bán cái flexible fishing bowl này thì coi như là mình gỡ lại là cái cần này còn có 250. Nhiều. Rồi, mua cái cần này lắp vào. Cần siêu xịn sò. Đã có. Bây giờ là mình chính thức tuyên bố là tất cả các loại cá ở vùng biển quái vật gọi mình bằng bố. Đi xem thôi, đi xem bắt được cua xanh chưa. Chờ mấy ngày nay rồi. Lại bạch tuộc. Đán thế nhở, mấy ngày rồi. Ngày nay cua xanh khó bắt đến vậy. Mua thêm một cái lồng nữa đi. Xem cái loại đèn mới, không biết là có nên nâng cái loại đèn mới không ta. Cái mua này nó phí quá. Mua cái loại đèn mới đi. Lồng nó sáng hơn nữa, đấy, mua thêm một cái đèn con nữa. 3600 LM nha. 3600 lumen. Ánh sáng giờ mắc luôn. Đây rồi, cua xanh đây rồi. Quá ngon, xin. Quá ngon, xin. Rồi, con Crown of Thorn này mà bán có 10 đô nữa, bèo vậy. Cua xanh có 16 đô, bèo vãi. Mấy con, rồi bắt con bạch tuộc này phát 40 đô này. Hảo nào á,
Thế mà trước giờ mình toàn bắt được bạch tuộc không ấy chứ. Chứng tỏ là vô mánh mát tay. Xong việc rồi, đã có cua xanh rồi, ta đi thôi. Bye bye, mình đi đây. Bây giờ mình sẽ ra hòn đảo, hòn đảo mà có cái thanh niên mặc áo vàng á, để mình đưa cua cho nó ăn. Đây rồi, cua đây, cua đây, cua đây. Cua nóng hổi vừa thổi van đây. Cảm ơn quý khách đã chờ. Rồi xong rồi nha. Cho vào mồm mè. Mình thử kiếp nhanh quá nên là mình cũng chẳng biết là nó đưa cái gì cho mình. Nhưng hy vọng là nó được có một cái gì đó. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ về Greater Marrow để trả cho ông nhà sưu tầm cái nhẫn. Đồng thời là hay là bây giờ mình qua hẳn vách đá Gale để mình bắt cái con lươn trốn trong hang nhỉ. Con cá trong hang á. Bởi vì bây giờ mình đã có cần câu xịn rồi mà. Mình có thể bắt đủ tất cả mọi loại cá trên đời này. Trời, nó đây, nó đây, nó đó. Nó xuất hiện rồi đó. Cứ bình tĩnh, từ từ nha. Nó không làm gì được mình đâu. Mình phải đi vào tháp nước này phát nó biến mất luôn. Nó sẽ không biết mình ở trong này. Đây, 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 đây. Con cá mà đợt trước chúng ta đã bị bỏ lỡ vì không có cần câu abizo đây. Ấy chà chà. Ui dài thật. Office. Cá gì dài dữ chà. Chiều dài của nó lên đến là 5,5m nhá. Siêu dài. Con này chắc khoảng vài trăm đô. Vì con trước mình bắt cũng nó vài trăm đô rồi. Bắt xong này còn được thêm hai mảnh reset bát nữa. Đây. Traveling Merchant. Mình sẽ đưa cá cho cái bà cô này. Tôi đã tìm được the office. Thật là một tin tốt. Tôi sẽ thêm vào cái kỷ lục của tôi. Nào lấy đó đi. Hai mảnh reset bát. Quá ngon. Bây giờ bán lại luôn. Nhiều 257 đô con này. Ok. Mình sẽ dùng tiền này để mình mua tiếp mảnh reset bát. Rồi lại tiếp tục nghiên cứu động cơ. Hành trình nghiên cứu động cơ tối thượng có vẻ căng đấy. Cần 9 mảnh reset bát. Nhân với tiền ba mỗi mảnh reset bát là 2.700 đô. Rồi nãy giờ mình đã kiếm được thêm 2 mảnh reset bát nữa. Đấy, nâng vào. Động cơ tối thượng thì sẽ cần thêm 5 mảnh reset bát nữa. Vị trí là 1.500 đô. Lần trước là mình đã khám phá cái vách đá Gale này rồi. Nhưng mà mình nghĩ là mình chưa khám phá hết. Mình còn một số cái quần đảo nhỏ ở bên này nữa. Hôm nay mình sẽ đi khám phá nốt. Hôm nay sẽ là một cái tập gọi là đi khám phá tàn dư. Khám phá những gì mà bỏ lỡ. Những nơi đã qua nhưng mà chưa khám phá kỹ. Nhiều khi rút nhanh quá nó cũng một vấn đề cho mọi người ạ. Đây có một cái chiếc thuyền đắm chỗ này này. Kiếm được một mảnh reset bát là cũng coi như là tiết kiệm được 300 rồi. Rồi không có mảnh reset bát nào hết. Rồi Duen. Ô ô chỗ này nữa này. Chỗ này có một con tàu đắm nữa này. À không không không. Này chắc chắn không phải là một con tàu đắm. Đây là một con cua nó flick. Nhìn này. Mày cải trang mà kín vào. Này dễ lộ lắm này. Đây 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 đây. Ôi rồi. Ôi ôi trông ngầu ông lực lưỡng không. Ôi rồi. Mày làm gì cái tao. Hù à. Chả làm gì hết. Mình cũng chả làm gì nó. Không hiểu đấy nó. Nếu mà nó nằm im đấy thì nó ăn bằng cái gì nhỉ. Mình cần những con cá mập này à, để vào phiến đá chỗ Stella Brazil này. Cá mập đồng đúng không? Vậy thì ta cần cá mập đồng này và mình cần một con cá mập xanh nữa. Nếu mà có con cá này ngay thì chắc là mình phải đi đến hòn đảo này để ghép vào phiến đá luôn. Chứ không là để đâu nó thiêu. May là giờ mình cũng có gọi là động cơ khá là mạnh nên là mình đi vượt biển các thứ không phải lo. Đặc biệt là cũng có đèn ok nữa. Ôi rồi, mắt loạn xí ngầu luôn. Rồi rồi, tại sao lại nhiễm bệnh cho cái con cá vàng của tôi? Tại sao vậy hả? Hai con kia đâu? Hai con kia nhiều hơn sao không nhiễm? Bực thế chứ lại. Rồi nhét vào đây thôi. Còn con cá màu xanh nữa ở gúp này. Là xong. Ôi, có cả vụ này nữa. Lúc xoáy bị ám. Màu hồng. What the. Lần đầu tiên mới gặp đấy nha. Nhìn nó vẫn còn dí theo mình thì phải. Không được rồi, không được rồi. Ơi, nó vẫn còn dí theo mình. Khiếp thật. Lúc xoáy cũng quái dị. Vào đây ngủ, vào đây. Vào đây ngủ, vào đây ngủ. Ôi thế rồi, hai con cá. Hai con cá của tôi. Ôi rồi, con thuyền của tôi luôn nè. Hư quá, hư quá. Mục tiêu của mình á, bây giờ đó chính là bắt được cái con cá màu xanh để xong cái phiến đá ấy đã. Rồi tính gì thì tính. Ôi chỗ này nó có một cái bè bị giạt vào đây này. Nhìn bên trong xem. À một đồng xu. Đó, một tấm bản đồ nữa. Một mảnh của một tấm bản đồ. Mình sắp ghép được cái bản đồ kia rồi.
chúng ta sẽ đi tìm kho báu mà thiếu một vài mảnh nữa. Đây, đây là lần đầu tiên chiếc thuyền này được full, có nghĩa là không có một ô nào trống hết, hay không? Tấm bản đồ thì mình đang có một các góc này rồi, mình nghĩ rằng là mình sẽ phải kiếm thêm, nếu không nhầm thì chắc là phải cần thêm 2 miếng nữa đấy, bởi vì trông nó khá là khớp. Tiện đường đem ăn cua giao nhẫn là xong, chỉ tiêu của tập ngày hôm nay là như vậy. Rồi vào nói chuyện với ông nào. Bạn bước vào trong và đặt chiếc nhẫn nạm đá quý trên bàn cho nhà sưu tầm. Mắt ông ta mở to ra, rất tuyệt vời. Và bây giờ tôi biết anh đang nghĩ gì. Một món đồ thế này sẽ kiếm được cả gia tài ở bất kỳ cuộc đấu giá nào, nhưng đối với chúng ta, nó còn có giá trị hơn thế. Ông ta lại mở cuốn sách, lựa chọn một trang thật cẩn thận và đọc to. Những từ ngữ như bị bóp nghẹt lại một cách dày đặc. Rồi bạn nghe thấy tiếng gầm gừ lạo xạo trong tai. Đột nhiên bạn bị chói, và rồi cả hai tai như muốn nhảy ra ngoài. Ông ta đóng sách lại. Chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nơi chúng ta cần tìm ở món tiếp theo tại Tritish Strand. Bản đồ đã được đánh dấu, giờ thì anh đi đi. Ok, vậy là điểm đến tiếp theo của mình đó chính là Tritish Island. Ông Tritish Strand. Điểm đến tiếp theo của mình chính là Tritish Strand. Ở tâm luôn nhá. Thì khu vực tâm này nó sẽ có một cái cổ vật nữa dành cho mình. Cái cổ vật ở Tritish Strand nó là cái gì? Nó là một cái vòng cổ. Yep. Thì trước khi đến Tritish Strand thì mình muốn thực sự là muốn complete cái vách đá Gale này và cái phiến đá của Stella Brazil. Để nên yep, mạn phép xin mọi người để cái đấy cho tập sau. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đi tìm hiểu cái khu vực này cho thật kỹ, tất cả các hòn đảo ngoài rìa, khu vực dưới, phía đông nam và phía tây nam. Chỗ này có một chiếc thuyền bị đắm nữa này. Ờ không, không phải chiếc thuyền đắm. À, anh chàng mặc đồ đen à? À không, anh chàng này mặc đồ xanh. Sao lại gì cần cá đúng không? Rồi, đói rồi, ok, biết rồi. Blue Mackerel, ok. Có ngay. Con gì đấy? Con gì hay đồ đấy? Rat tail. Cá bay à? Hả? Hóa ra ở đây cũng có cá bay à? Đây, Blue Mackerel đây. Ui dồi, Lumpy Mackerel luôn. Mackerel kiểu như bị bóng bóng á. Nhớ không được, không được. Thanh niên kia không ăn loại cá đấy được. Đấy, bắt loại cá bình thường cho anh ăn chứ. Thôi, đưa dòng nào. Để xem ông yêu cầu loại cá gì tiếp. Bình thường là ông sẽ yêu cầu liên tiếp mấy loại cá lần cơ. Tiger Mackerel. Ok. Ở đây có một loại cá nữa này. Một loại cá mới này. Cá kiếm. Rồi, cá kiếm ở ngay chỗ cái vách núi Gale này mà mình không biết luôn. Câu để cập nhật wiki thôi. Chứ không câu gì với mục đích nào khác. Cái gì to vậy đây? Kiếm Tiger Mackerel khó dữ ta. Đây, mình vừa phát hiện ra được một cái loại cá mập còn lại. Đang sót để cập nhật vào phiến đá này. Oceanic nó nằm ở phía bên kia cơ, hơi xa đấy nhỉ, không tận bên đấy à? Được ạ, đem bán mớ cá trong người đấy ạ, và mình sẽ qua tận đó để mình câu con cá cuối cùng cần cho phiến đá. Sau đó mình lại tiếp tục quay trở lại với thanh niên áo xanh đấy. Bây giờ chắc anh đã đi quanh hầu hết các hòn đảo rồi phải chứ? Anh đã tìm thấy thứ anh muốn chưa? Tôi chỉ câu cá thôi bà ơi. Bà sao thế? Bà ấy lùi lại khỏi lời nói dối trắng trợn của bạn. Tại sao anh không tin tưởng tôi? Tôi đã làm gì mà anh phải nghi ngờ tới vậy? Bà ấy quay lưng lại với bạn, lắc đầu và lẩm bẩm, rồi quay trở lại ngọn hải đăng. Bà này nói rất là nhiều thứ khó hiểu nha. Cứ quan trọng bán cá đã. Gần 2.000 đô rồi đấy. Mà chưa tiêu gì hết đến tiền. Gần 2.000 đô là chắc chắn là mình sẽ mở được cái engine cuối cùng này luôn. Và mua nó luôn. Nhưng mà trước khi đấy thì chúng ta sẽ lên đường. Đi bắt loài cá mập còn lại cho phiên đá. Cá mập săn. Ôi, cá voi à. Wow. Màn trình diễn rất sức là đặc sắc. Đến từ bạn cá voi. Hello bạn. Vì chưa thấy con cá mập xanh đâu nên mình quyết định câu con cá Viper Fish này. Con cá VIP này trông gầy nhom à. Tiếp tục tìm kiếm nào. Nhìn thật là kỹ vào, không biết con cá mập xanh đâu ta. Vừa mới thấy nó ở đây mà. Kỳ thế nhở. Mình đứng từ phía hòn đảo này, mình nhìn chéo qua bên này thì có nghĩa là nó chỉ nằm ở đâu đó ở mấy ô này thôi. Mà nãy giờ chưa thấy đâu. Đây, đây cũng là một loại cá mới này. Ôi, cái gì đây? Blackfin tuna, cá ngừ. Ok, nó đẹp wiki thôi mà. Chứ bây giờ mình đi câu không có vì tiền, vì đẹp wiki thôi. Lạ nhở. Ồ, đây rồi. What the f... Tại sao nó ở ngay đây nhở? Ngon. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại chỗ phiến đá ngay. Này, thẳng về hướng này luôn. Ủa, tính ra là nó ở ngay chỗ The Marrow luôn đấy mà mình không biết. Cứ đi tìm tút ngoài xa, chả thấy gì hết. Ôi, what the? Ai. May quá, con cá mập của mình không mất. Katie's. Ủa, bình thường, tưởng nó chỉ ở Stella Brazil thôi, tại sao nó lại ở ngoài này?
gì đáng sợ như vậy? Tí nữa là mất con cá mập câu, cực nhọc lắm mới có được. Và mình nhận được một cái Vesera Kren. Mình không biết là cái này cần nửa điểm gì, bởi vì kiểu nó mình không có chỗ ấy. Nhưng mà 62% mà cái mình mua thực ra cộng đến tận 94% cơ. Cảm giác hơi thừa nhở. Món này không ngon lắm, mặc dù đánh đổi cả tính mạng đấy. Thôi quay về chỗ anh áo xanh rồi vậy. Thôi để nó ở đó, mà giờ mình chả làm gì với nó hết. Nó hơi bất tiện ở cái chỗ là những cái trang bị đó mình không thể bỏ vào thuyền được, mà mình phải lắp vào. Mà mọi người biết rồi đó, khi mà bạn lắp vào thì bạn đâu có xài đâu, không có xài đến lắp vào chi. Ủa, mấy con quạ này nó ăn cắp cá của mình à, mất hết cá rồi. Cá hiếm của tao đừng lấy nha. Rồi nó lấy luôn con cuối. Hên quá, may quá con cá hiếm nó không lấy ạ. Ừ, con cá người hiếm vẫn còn. Thế có ai nào đây? À, chúng mày ác thế. Hết bạch tuộc, hết tàu ma, tao đến quạ. Đúng là vùng biển cá mập, là nhầm vùng biển quái vật mà. Cái này ghép mình hư nặng lắm rồi á, mình mà không về sửa ngay là mình toi luôn á, là mình toi luôn á, xấu đốm rồi. Trời ơi, gặp ảo giác nhiều quá, đâm ra là chúng nó cứ tấn công liên tục. Ông nhà sưu tầm cho tôi ngủ ké đây nhá. Ngủ xong thì mình sẽ quay lại Great Tomorrow để mình sửa thuyền. À, hư hại nặng quá, sửa 180 đô ạ. Rồi mình cũng không phải lo lắm, bởi vì mình đang có 1.900-2.000 đô, nhưng mà vẫn đau. Bắn cá đột biến trong này. Thôi, xong rồi. Bây giờ chắc quay lại chỗ anh áo xanh để xem anh cần con Tiger Fit đúng không? Kiếm khó rồi này, không biết Tiger Fit để kiếm ở đâu. Xem wiki xem nào, hình như là mình đã từng bắt một vài con Tiger Fit rồi. Ở đây, Tiger Mackerel. Bắt vào buổi sáng bằng gậy. Mấy cái năng lực mới là mình còn chưa sử luôn, chưa sử dụng lần nào luôn á. Ví dụ như cái năng lực này này. Ở đâu, cái năng lực này này. Đây, cái năng lực này là Manfest này. Tebelabot này. Mình chưa sử dụng luôn. Đó, nhưng mà khi sử dụng thì chắc chắn là chỉ quay về cái khu biệt thự của ông nhà sưu tầm thôi. Tiếp theo là ban nít này. Này là gì? Cái này là làm gì đấy? Mình cũng chả biết cái đó để làm gì ấy. Thôi ngủ tí cho cái mắt dịu chứ không cứ đi mắt nó căng nhiều á. À, nguy hiểm lắm. Tội nghiệp anh thanh niên này ghê. Ngồi chờ cá mãi mà chưa có cá để ăn. Ôi giời ơi, anh ơi cho em xin lỗi. Ấy, hình như mình vừa phát hiện được một cái Tiger đây, Tiger Mackerel đây. Nó nằm ở phía bên này. Đi thôi. Đây đây, cái chỗ này nhanh. Sắp đến 6 giờ rồi. Ok. Một con duy nhất, hai con luôn cho chắc. Rồi. Đã có hai con Tiger Mackerel rồi. Quay về chỗ ảnh nào? Ảnh ở đâu nhỉ? Quên rồi. Chỗ này phải. Ủa chỗ này vì sao mà sao tự nhiên có cái gió nó thổi bay qua lại các thứ vậy? À, chỗ này đang free hai cái động cơ à, cho free một cái động cơ này mà bây giờ mình cũng đang có dư hai chỗ. Đập vào luôn. Full 75 hải lý một giờ. Đây, ảnh áo xanh này. Vẫn ngồi chờ cá. Đây nha, tặng nha. Chúc ăn ngon miệng. Rồi còn có gì nữa? Snake Mackerel. What? Mình chưa gặp con này bao giờ. Yep, mình chưa gặp bao giờ hết. Ôi. Cái hòn đảo ma này, cái hòn đảo mà mình kêu là có nhà trên này này. Nhưng mà chỗ này không phải có nhà mà chỗ này chỉ kiểu kiểu một cái bóng ma nó dụ dỗ mình đứng tại đây câu giờ. Đây là không phải là đảo có ngôi nhà mà chỉ là một đảo có cây thôi. Cái đảo mà có ngôi nhà cơ mới VIP. Con cá mập này buổi tối đi ra câu là có trời có đất. Thế mà trước kiếm mỏi cả mắt ra không thấy đâu. Hóa ra là nó chỉ xuất hiện vào buổi tối. Theo những gì mà mình nghiên cứu thì cái con Snake Mackerel đấy là nó nằm ở Devil Spin. Ở cái khu vực này này. Còn ở khúc nào thì mình không rõ. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ đi bắt luôn. Để hoàn thành cái thử thách của anh chàng mặc áo xanh đấy cho mình. Snake Mackerel, tên nghe hay thật. Đến chỗ này cũng sẽ có khá những cái loại cá mới đấy. Đây, cái hòn đảo này cũng chưa khám phá này. Hòn đảo của cái cô Builder này. Em có dư mấy mảnh scrap nào không? Đây đấy, vừa nói xong. Lúc này có tín hiệu cầu cứu SOS đây. Ô, có người sống thật à? Ồ, hết hồn ạ. Ông trông ổn chứ? Tôi nghĩ chắc là ổn. Tôi đã phải nhai rong biển với ở sau biển lâu hơn là tôi muốn đấy. Chuyện là tôi đã bị đánh dạt vào đây là 2 tuần trước thì phải. Lúc đó biển động đánh vào thuyền của chúng tôi và tôi đã trôi dạt đến đây. Tôi cứ nghĩ là đoàn của tôi sẽ đến tìm, nhưng anh là con tàu đầu tiên mà tôi nhìn thấy đã qua đây. Có phải các thủy thủ đoàn khác cử anh đi tìm kiếm không? Bây giờ nên trả lời ông này sao ta?
mình có nên nói dối không hay là nói thật? Bởi vì mình đi ngang qua mà. Nói thật đi, nói thẳng thắn đi. Tôi không có nhận được yêu cầu đi tìm bất cứ ai cả. Tôi chẳng qua là tôi đi ngang qua thôi. No. Vậy à? Vậy chắc họ vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Anh có thể đưa tôi đến Little Marrow được không? Tôi nghĩ là tôi có thể sẽ gặp hoặc là chờ họ ở đó. À, đến Little Marrow hả? Ok thôi. Mà trước đấy là ông phải đi cùng tôi để bắt Snake Buckaroo nha. Vãi ạ. Tính tạt qua xem có cái gì hot không. Ban đầu mình cứ tưởng là kiểu như là chỉ có một cái túp lều không, nó chẳng có ai hết, ai dè đâu. Trong đấy là một người đang cầu cứu ngay gần đảo bộ của bà cô Builder. Mà tại sao bà cô Builder chả phát hiện ra ta? Chỗ này cũng có một cái phiến đá văn tự này. Đây, Snake Buckaroo đây đúng không? Mình hoàn toàn có đủ khả năng đến đây rồi, bởi vì mình full trang bị rồi. Đã phải sợ. Không phải con cá mập gì á, trông gớm vãi. Cái tiếng gì vậy? Chỗ này toàn núi lửa không à? Lúc đây tạm con à? Ngủ tí. Ố, ai vậy? Một người đàn ông chạy tới gặp bạn ngay khi cập bến, mặc cho gió và bụi. Đã không ngày sung sướng, một đệ tử mới đã đến đây rồi. Lên bờ đi đổ yếu đuối và hãy nghỉ ngơi. Tôi chỉ đi qua thôi. Vô lý. Sự xuất hiện của ngươi đến từ sâu thẳm bên trong chính ngươi. Ta đã gọi và giờ ngươi đã trả lời. Nghi thức thanh tẩy gần như đã sẵn sàng và ngươi sẽ là người thay thế ta. What the? Tự dưng ổng kêu mình là người thế chỗ. Tôi lên đi. Mình lên đi, không nên vướng vào ba cái rắc rối để làm gì. Mình chỉ muốn ngủ ở đây một lúc để cho trời sáng mình kiếm Snake Buckaroo. Snake Buckaroo ở chỗ hướng này. Đã xong. Tiếp đi, mang mấy con dự phòng. Ok. Thôi đi về thôi. Chở cái ông mà đã cầu cứu mình đi về Little Marrow. Hay thật đấy, tự dưng năng kiếm đồ lại cứu được người. Tất cả mọi thứ là vô tình hay là định mệnh. Lúc ổng sổ ra mình hết hồn luôn đấy. Trước tiên thì em trả cá cho cái anh niên áo xanh này trước đã. Đã xong việc. Này, Macaro rắn đi nhá. Rồi ok, đã xong. Yep, và đúng là nó cho mình một cuốn sách thật. Bây giờ mình sẽ quay trở lại Little Marrow để ông này tên là gì? Cast the Way. Gọi là những thủy thủ gọi là bị đắm tàu quay trở về thị trấn này, thị trấn Little Marrow. Ôi thật là, tôi đã nghĩ là tôi còn không thể đứng tại đây được nữa cơ. Anh ấy quay sang bạn. Đối với một người vừa được cứu, anh ấy trông có vẻ rất là ảm đạm. Anh nhìn lại biết rồi đó, tôi không có gì nhiều và tôi cảm giác thứ này không còn giá trị gì đối với tôi nữa. Nhưng chí ít thì nó có giá trị đối với anh. Anh ta lấy một chiếc nhẫn từ tay trái của mình và đưa nó cho bạn. Ô, ông cho mình cái nhẫn ạ. Cái nhẫn này có một biểu tượng gọi là mang đến sự may mắn cho bất cứ thuyền trưởng nào cầm nó. Ok, cầm đồ. Cầm đồ thôi. Em nhận bao nhiêu? Uầy, 100 đô à? Đấy, cũng ngon phết. Ôi, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc tập này đây mọi người ạ. Nói chung là đây là một tập mình nghĩ là nó khá là rắc rối đấy. Mình tính bảo là mang chiếc nhẫn đến cho nhà thu thập. Và sau khi mà mang đến xong thì mình sẽ đến những cái vùng quần đảo mới. Thế nhưng mọi chuyện lại chuyển hướng sau khi mà mình phát hiện ra cái phiến đá có khu vực Stella Basin này. Một cái phiến đá nó cho mình một cái món đồ là thừa thãi nếu mà ở mức độ mà các bạn end game rồi. Tiếp đến sau khi mà thấy vậy là mình tiện đường bởi vì là những cái món đồ cho cái phiến đá này cũng rất là đặc biệt. Nó cần đến tận 4 loại cá mập và 2 loại cá thì mình bắt ở gần rồi, 2 loại thì mình phải bắt ở The Marrow. Nên là mình lại phải chạy lên The Marrow xong lại chạy về. Trong cái quãng đường mà mình chạy đấy thì mình tiện đường mình tạt qua Galak Ship luôn thì lại phát hiện ra thêm một nữa, một người nữa, đó là chính là một anh chàng mặc áo vàng. Và anh chàng mặc áo vàng đấy lại yêu cầu tiếp là 3 món cá để ăn. Thì lại ra Stella Virgin bắt cá này, bắt cua này. Qua Gala Clip lại bắt cá này. Bắt cá này lại tiện môn bắt cái con mà cá mà cái bà cô Traveling Merchant ấy yêu cầu. Đấy. Sau khi xong rồi mình lại đi thẳng lên trên này The Marrow thì lại gặp tiếp cái anh chàng mặc áo màu xanh. Mặc áo màu xanh xong mình lại đi lòng vòng kiếm cá. Còn thiếu đúng một con Snake Buckaroo thì mình lại để chạy thẳng lên Devil Spin để mà câu. Và lại quay về là trả cá. Đây nói chung là đây là một tập rất là lằng nhằng. Nhưng bù lại thì đây là một tập cho thấy rằng là ta đã hoàn thiện được cái Stella Brazil này hoàn toàn rồi nhá. Gala Clip này cũng gọi là hoàn toàn rồi, không còn một cái gì hết. Mình có thể thành tâm thành ý mà chạy thẳng lên cái Twisted Strand này để đi tìm món cổ vật kế tiếp, đó chính là chiếc vòng cổ. Đó sẽ là những gì xảy ra trong tập kế tiếp. Vậy thì mình lấy cái can đây, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.